Mình chào tất cả anh em. Hôm nay mẹ số 2 phối với cha không, cháu cấp 2. Cặp này thì cũng có một lứa rồi. Chất lượng chó thì cái đực cũng trên dưới 30 kg, cũng bảnh, không tăng động, không hôi, não bộ thì khôn. À không, cho hai. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ cho Duy Nhà Thảo Phương. Xin hết. Đây là cái đợt phối đầu tiên của đợt này. Chào tất cả anh em.